Nay mình đi thu cái con này CB150 nè, của một biker nữ chủ tiệm thuốc đó. Thì bạn đó có nguyện vọng là vài bữa có thời gian là sẽ lên con bự hơn, nên nhường lại con này cho mọi người đi. Rồi thì mình sẽ lên clip sau cho anh em ha. Giờ mình sẽ đem xe về và mình giao tiền cho bạn nữ này đó. Đây nè đó. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn em đã nhường lại chiếc xe cho mọi người đi. Giá cũng tốt lắm anh em à. Đó, xong mấy triệu thôi chứ không có cao đâu nha anh em. Xe rất là ok. Thì bạn này đậu ở nhà không à. Theo như tâm sự á, nãy giờ anh em mình tâm sự là đậu ở nhà không đi đâu hết á. Không đi đâu được, tại vì phải coi tiệm á. Phải coi tiệm suốt, không có thể đi đâu được. Cũng vui tính lắm, nói chung anh em cũng nhắn tin trên Facebook rồi cũng vui lắm rồi thôi. Rồi, bây giờ mình lấy xe về. Sẽ quay clip cho đẹp xem ha. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Rồi, giờ đưa tiền cho em chứ anh mới về được chứ. Rồi, xe đây nha anh em. Anh em thông cảm nha. Vừa dắt xe về thì mưa. Thì anh em cũng thấy rồi đó. Xe này biển 60 ha anh em ha. Thì xe này á là mình mua từ chủ luôn á. Mua sao là về quay cho anh em vậy á. CB150. Thì con này giờ mình bán xong mấy triệu nha anh em nha. Xe nói chung là đẹp, chất xe là ok. Nữ đi có một số chỗ mình không thích, giống như là dắt da dắt vô mấy cái chỗ này nó hơi chày chút xíu, nhưng mà không sao, nhỏ lắm anh em, nhỏ lắm. Rất là đẹp anh em thấy không. Con này có ABS trước sau, ABS trước sau nè, đèn led nè. Con anh em tôi nói xe này nọ đó, lấy từ chủ xe ráng quay cho anh em xem luôn, cho anh em cái nhìn thực tế. Phục upside down. Con gái chạy thì nó sẽ không chạy nhiều, chỉ chạy dạo trong phố thôi. Đồng hồ nè. Đồng hồ có mấy chỗ chạy chạy mình không thích cho lắm nha anh em nha. Nhưng mà kệ, xe này giá tốt. Chạy chạy sướt sướt á. Anh em thấy không? Hai chìa khóa đầy đủ nè. Đó, dàn áo nè. Quay kỹ cho anh em xem. Nhông xin rỉa cái xe này về chỉ chạy thôi, không có cần làm gì hết. Đồ cái đuôi zin còn thôi nha anh em. Trắng bùn này nè. Trắng bùn độ nè. Rất là đẹp. So với giá này thì quá là ok rồi. Tại vì em gái bán lại rẻ cho nên mình bán lại cho anh em rẻ luôn, 6 mấy triệu thôi. Đương nhiên xe cũ thì nó sẽ có những cái chạy xước nhẹ nhẹ, nhưng mà xe này cũng rất là ít chạy xước lắm nha anh em. Anh em coi là biết. Mưa lắm luôn mà anh em, cố gắng quay clip cho anh em ở đây. Mưa rất là mưa. Đó, để quay xa cho anh em xem. CB150 ABS. Máy móc nè. Thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Nhìn còn rất là đẹp. Xe cũ nhưng mà rất là đẹp nha anh em nha. Đây, quay lần nữa cái đồng hồ cho anh em xem. Đây, order. Rồi anh em nào mua thì cứ liên hệ cho mình nha. Đó, còn anh em nào mà chưa có người yêu thì muốn xin số điện thoại chủ xe thì mình cho luôn nha anh em nha. Muốn xin số điện thoại chủ xe là mình cho luôn. Anh em cứ yên tâm nha anh em nha. Chủ xe là dược sĩ luôn anh em à, dễ thương lắm á. Mình là buôn bán là vui vẻ, kết nối với anh em, không có gì mà phải ngại đó. Đó, xe quay cho anh em coi gì thôi. Anh em nào không thấy được thì inbox cho mình. Số điện thoại 0916640653. Con này thì chạy chiều cao cỡ trên 1m6 là chạy ok nha anh em nha. Chiều cao trên 1m6 chạy là nhức nách liền. Tiết kiệm xăng. Máy Honda thì bền, đi rất là sướng. Đi trong thành phố leo lề leo đồ thì khỏi nói, chở người yêu thì cũng thoải mái nữa. Kiểu dáng neo sport này thì tuyệt vời. Lâu lâu mới về một chiếc thôi chứ không có nhiều nha anh em nha. Đó, cho anh em coi một vòng nè. Anh em coi kỹ chưa? Coi kỹ là kết thúc clip được rồi đúng không anh em? Anh em nào mà ở Đồng Nai thì
xe này mình ký về cửa hàng anh em ở Đồng Nai thì rút hồ sơ trong vòng ra tên trong vòng một nốt nhạc thôi nha anh em nha. Ở Đồng Nai mua con này lợi, còn ở xa thì cũng được, nhưng mà phải chịu thêm phí là rút hồ sơ. Đó, vỏ nè, vỏ nói chung là cũng còn ok lắm anh em. Nhưng mà có lủng lỗ nha anh em nha, lủng lỗ. Mai mình đi giá, tại bạn nữ này đi không có kỹ cho lắm á. Không phải không kỹ mà có nghĩa là đi không có để ý, nên nó cứ dính cái đinh trong đó. Đó, dính cái đinh trong đó, mai mình đi giá luôn cho anh em. Lủng một lỗ ngay chỗ này mà vỏ mới tinh nè anh em à, thấy không? Vỏ mới tinh nè, thấy không? Ok. Đó, rửa xe xong thì mưa. Rồi ok anh em, vậy nha. Cục upside down của Showa nè, rất là xịn sò. Đó, thấy chưa? Ok. À quên, xe này có cái bô móc, để cho anh em nghe tiếng cái bô móc. Cái bô móc ấm. Đây. Đó, móc ấm. Bô móc ấm nha anh em nha. Bôi móc ấm mà khỏi sợ công an. Móc nhẹ nhẹ thôi, đi đỏ lắm anh em à. Anh em nào muốn xem trực tiếp thì qua bên mình. Đây, địa chỉ nhà mình nè. 25 lô C, Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Đây anh em nhớ nha. Anh em nào muốn xem trực tiếp thì qua đây xem trực tiếp luôn nha. Tiếp đón anh em nồng hậu luôn. Anh em đừng có ngại nha anh em nha. Đó, đây có cái móc treo đồ, treo trà sữa, chở người yêu. Chắc là bạn nữ này là đựng trà sữa rồi đó. Đó. Đó, rồi anh em nào thích trực tiếp thì qua đây nha, đừng ngại nha anh em nha. Qua trực tiếp luôn nè, mấy anh em rất là đông nè, thấy không anh em? Ẹt đồ cũng qua chơi nè, thấy không? Đó, mấy anh em rất là đông nè. Anh em thấy chưa? Đó, anh em qua trực tiếp đừng có ngại nghe mọi nha. Qua giao lưu chơi BD. Rồi ok anh em. Tạm biệt anh em nha. Anh em thấy clip xe thực tế hay thì nhớ đăng ký kênh và like và subscribe cho kênh của Minh Biker. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ. Và anh em nào có xe đẹp thì cứ inbox mình nha. Mình sẽ chạy tới mua xe luôn. Ok nha anh em nha. Đó, anh em đang ở chơi rất là đông luôn, rất là vui luôn. Đó, rửa xe luôn này nọ nè, chơi. Thì anh em mua xe bên mình thì bên mình có lo anh em mà sau này mà lỡ mà phụ tùng mà hư hao gì á là bên mình có hết ra nha anh em nha. Những dòng xe mình bán là đều có phụ tùng hết nha anh em nha. Anh em đừng có lo nha, đừng có yên tâm nha. Và đương nhiên là phải rẻ hơn ở ngoài rồi. Đó, rồi ok anh em. Vậy thôi nha, kết thúc clip ở đây.